không chịu down được. Cục mũ đau à? Cục này là phải nặng rồi đấy. Alo. Alo. Chị. Chị đó. Alo. Hả? À, chị, à, em đặt cho chị 60 hộp xanh đó ngay. Tại vì 60 hộp là 2 thùng á, với lại em deal được cái giá thấp hơn á. À rồi, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Okay. Là 150 đó, là bản giá 150 mà free ship luôn. Nên là nên là 60 hộp là coi như là 9 triệu đó. Ok ok. Ok chị. Dạ, chị cảm ơn nha. Dạ dạ. Mấy cục mũ nó có hút ra không vậy? Hả? Mấy cục mũ nó có hút ra không? Xin mấy chị tính. Chị nặng mấy con già già cái này. Khó chịu. Lây rồi mà còn chịu đá không được. Cục nó mô, cục mô nha, cục nó đã hình vậy. Nghĩa là nghe như mình chạy xin à.
Cảm ơn hả? Ngầu thôi xuống rồi. Gần xong rồi. Bạn đây là trùm chói mắt đây. Khang hiếp.